Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm vaccine Nanocovax, kết quả mới nhất của hai cô gái ở Hải Phòng. Mới đây, ngày 26 tháng 3, tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax. Đây là loại vaccine do Việt Nam sản xuất và đang trong giai đoạn thứ hai thử nghiệm trên người. Cùng với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc cũng tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nanocovax. Cả hai ông Tạc và Đam đều được khám sàng lọc trước tiêm và được theo dõi 30 phút sau tiêm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau đó đã hỏi thăm và động viên các tình nguyện viên tham gia giai đoạn thử nghiệm vaccine Nanocovax này. Ông Đam cảm ơn các tình nguyện viên đã tham gia thử nghiệm vaccine do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Theo ông, mỗi tình nguyện viên đang trực tiếp đóng góp vào quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine của Việt Nam để làm sao trong thời gian nhanh nhất có được vaccine phòng COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đây còn là niềm tự hào, tin tưởng đối với đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu phát triển vaccine của Việt Nam, cũng là mong mỏi của nhân dân. Tổ trưởng đại diện Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh, sáng nay, ngày 26 tháng 3, vừa thông tin về kết quả xét nghiệm 2 ca nghi nhiễm trên địa bàn. Cụ thể, DTTP, nữ, 26 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, âm tính với SARS-CoV-2. Còn NTT, nữ, 25 tuổi, trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, dương tính với SARS-CoV-2, đã được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày. Cả hai người này lưu trú tại khách sạn Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đăng Giang, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, đêm 21 tháng 3, rạng sáng 22 tháng 3, B và T đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng tàu. Trên tàu có 4 người ở cùng khoang dưới. Sau khi về tới Phú Quốc, cả hai tiếp tục di chuyển về Hà Nội trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Nội Bài, hạ cánh lúc 15 giờ và đến 18 giờ ngày 23 tháng 3 về Hải Phòng. Tại Hải Phòng, hai người này nghỉ tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Sau đó, về nhà B tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy và gặp một số người nhà B. Trong quá trình đi lại, cả hai di chuyển bằng taxi của người quen. Từ ngày 23 tháng 3 đến nay, B và T nghỉ tại khách sạn Paris trên đường Lê Hồng Phong và không ra khỏi khách sạn, gọi đồ ăn về. Chiều 24 tháng 3, cả hai thấy sức khỏe không ổn, đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng khám. Đến tối 25 tháng 3, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 25 tháng 3, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông báo một trường hợp đi cùng chuyến tàu từ Campuchia về Phú Quốc với B và T cũng có kết quả xét nghiệm dương tính tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay tối 25 tháng 3, sau khi nhận thông tin về hai trường hợp này, Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa 5 địa điểm gồm Bệnh viện Vinmec, khách sạn Paris, một nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ P và nhà lái xe taxi chở hai người này. Ngành Y tế Hải Phòng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời đề nghị những trường hợp có tiếp xúc với hai trường hợp này liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ. Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho 704 người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch. Còn tại Bình Dương, tối 25 tháng 3, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa tuyến đường D35, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An vì có ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, các cơ quan chức năng vừa phát hiện người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1977, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người đàn ông này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Mấy ngày trước, ông ta có tới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và có tiếp xúc với người Campuchia. Hiện trường hợp này đã được tiến hành cách ly điều trị theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, qua quá trình rà soát, truy tìm dấu vết, các cơ quan chức năng cũng đã xác định 8 trường hợp tiếp xúc gần và đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo các cơ quan chức năng, người đàn ông này rất có thể lây nhiễm COVID-19 từ Campuchia.